Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng đang tăng cao và sắp chạm mốc là 1.000 ca trên một ngày, ngành y tế và các địa phương phải tăng cường bảo vệ nhóm có nguy cơ cao và tăng cường mở rộng điều trị F0 tại nhà. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương để đánh giá tình hình và tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch diễn ra vào chiều tối qua, ngày 20 tháng 1. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý tình hình dịch đang diễn biến phức tạp với số ca mắc cộng đồng tăng cao, lại thêm nguy cơ biến chủng Omicron có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Chính vì vậy, các đơn vị địa phương phải tập trung cao độ các biện pháp ứng phó, đặc biệt với số bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không triệu chứng chiếm tỷ lệ lớn như hiện nay, thì phải tăng cường hơn nữa việc cách ly điều trị F0 tại nhà. Tính toán để thiết lập một số các cái cơ sở theo cái hướng là tập trung, như là chúng ta đã tiến hành cái F0, cách ly F1 để giải quyết những trường hợp quá khó, không đủ điều kiện để đưa lên điều trị ở các bệnh viện, nhưng điều kiện của gia đình không đủ để cách ly tại nhà thì chúng ta tính toán. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý thời điểm trước Tết Nguyên đán sẽ diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người, trong đó có việc mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần lên kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân tuân thủ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cái thực hiện 5K, là tất cả mỗi một gia đình, mỗi một người dân phải có trách nhiệm với người thân của mình. Chúng ta cũng vẫn báo cáo hàng ngày là những cái số ca dương tính là chưa tiêm chủng, thì đề nghị là các cái địa phương, các anh chị cố gắng rà lại liên tục để mà chúng ta cố gắng hết sức những cái trường hợp có nguy cơ thì chúng ta quản lý. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế và các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng, lưu ý có kế hoạch mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch dự phòng trong dịp Tết. Các địa phương chi trả kịp thời chế độ hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch, nhất là lực lượng y tế. Ngành y tế hết tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở thực hiện xét nghiệm dịch vụ test nhanh phải tuân thủ đúng quy định.